Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thế chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai nghệ nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 400. Kinh những điều Bồ Tát hải ý hỏi về pháp môn Tịnh Ấn. Hán dịch đời Triệu Tống, Sa môn Chi Tịnh, quyển 1. Tôi nghe như vậy. Một tuổi nọ, Đức Thế Tôn trú trong cung của Đại Bồ Tát, là đạo tràng đại bảo trang nghiêm tối thắng, là cảnh giới thần thông của Như Lai. Đạo tràng ấy là do ai thần của Như Lai kiến lập, tích tập thắng phước trang nghiêm rộng lớn, viên mãn phước trí, diệu hạnh rộng lớn, hiện chuyển tất cả phước báo thù thắng của pháp Phật, hiện bày vô biên năng lực thần biến giá trị của Như Lai, khi vào cảnh giới đại trí vô ngại, tất cả người trông thấy đều sinh sự mừng vui khôn xiết. Nhập hành niệm tuệ, phân hành khắp cả diệu trí bất động. Ở trong vô biên kiếp, tu tập vô lượng công đức, Đức Phật Thế Tôn hiện chứng đạo bình đẳng, chánh giác các pháp, chuyển pháp luân màu nhiệm, có thể khéo điều phục, vô biên hợp chúng đối với các pháp đã đạt từ tài lớn, khai biết tâm ý và căn tánh của mọi chúng sinh, có thể đạt đến giải thoát tối thượng, khéo đoạn trừ tất cả chủng tử tập khí, chân đắc pháp không gì đắc, ngộ thân Phật khinh an. Khi Đức Thế Tôn cùng với chúng đại bí xô 680 vạn người hội đủ, đều trụ nơi chân tâm, đoạn trừ tất cả thứ phiền não thích chứa, đều là các vị pháp phương tử của Như Lai, có năng lực phát sinh pháp hành vô sở đắc sâu xa, thân tướng đoan nghiêm, oai nghi đầy đủ, làm ruộng phước lớn, đầy đủ chánh trí, là có vô lượng vô số các chúng đại Bồ Tát không thể ghi bàn, không thể so sánh, không thể nói hết, không nói hết được, tất cả đều đạt trí nhẫn Bồ Tát vô sở đắc, đã vượt qua quả vị quán đảnh của Bồ Tát, có khả năng hiện bày diệu dụng thần thông của Bồ Tát ở địa vị vô gia hạnh, đắc đà la ni vô tận và các môn đà la ni, được tự tại trong tâm địa tổ la nghiêm vương của các Bồ Tát, tất cả chúng sinh đều mừng vui mong được thấy. Đại chứng đắc các sự hiểu biết vô ngại, xuất sinh hạnh không phát khởi, tỏ ngộ của Bồ Tát, thân tâm an trú nơi chốn trang nghiêm thù thắng. Tên của các vị là Đại Bồ Tát vô tận tạng, Đại Bồ Tát vô lượng tuệ, Đại Bồ Tát vô biên tuệ, Đại Bồ Tát vô duyên quán, Đại Bồ Tát thường tinh tấn, Đại Bồ Tát tinh tấn tuệ, Đại Bồ Tát vô đoạn biện tài, Đại Bồ Tát vô trước vô ý tích, Đại Bồ Tát tất cánh nghĩa tuệ, có vô lượng vô số chẳng thể ghi bàn, không thể sánh kịp, chẳng thể nói hết, chẳng nói thể hết. Các chúng Đại Bồ Tát như thế đều cùng tụ hội. Bây giờ Thế Tôn dùng quả vị Bồ Tát hạnh nên theo phương tiện xuất sinh pháp môn vô chướng ngại là pháp chánh pháp sâu xa, dùng để trang nghiêm nơi đạo các Bồ Tát, thành tựu tất cả pháp Phật với lực vô ý trí hành chân thật, nhập môn ấn tổng trì tự tại tối thượng của tất cả pháp, nhập môn vô ngại giải, quyết định xuất sinh cảnh giới của diệu trí đại thần thông, hiện bày tất cả pháp luôn không thoái chuyển, thâu hết các thừa trụ lý bình đẳng, nhập vào tánh không phân biệt của pháp giới, từ thuận căn tánh ý thích của chúng sinh mà mở bày diễn thuyết, vì theo đó nhận biết rõ chánh pháp chân thật, quyết định phá bỏ các cảnh ma, dùng lý pháp vững chắc sâu xa để dứt trừ tất cả trí kiến phiền não, nhập vào tuệ không vướng mắc, tuyên thuyết trí phương tiện khéo léo, hồi hướng rộng khắp, nhập vào tánh trí bình đẳng của tất cả chư Phật. Dùng pháp môn gia trì không ngại như thật, quyết định đưa bày các pháp đối với không phân biệt, chẳng phải không phân biệt đều nhập vào bình đẳng, do đó pháp duyên sinh, tích tập vô lượng phước trí diệu hạnh, thân lời tâm Phật trang nghiêm bình đẳng, do đó mà biết tất cả tuệ môn vô tận như niệm tuệ hạnh, đem lý bốn thánh đế hiển bày pháp của thừa thanh văn, dùng trí hiểu rõ về thân tâm, làm rõ pháp của thừa chân giác, dùng quán đảnh đắc nhất thiết trí hiển bày pháp đại thừa, nhập vào lý tự tại của tất cả pháp, xuất sinh công đức vô biên của Như Lai. Vì vậy nhờ Như Lai khai mở diện nói, nêu bày biểu hiện phân biệt giải thích rõ ràng thông suốt. Lục quan Đức Thế Tôn sắp giảng nói pháp quyết định sâu xa rộng lớn như vậy, bỗng như trong tam thiên đại thiên thế giới này, nước dân tràn ngập giống như biển cả, dưới thì đến mặt đất, trên thì đến đạo tràng, đã bảo trang nghiêm tối thắng, lại như khi kiếp hoại thủy ta xuất hiện tất cả tam thiên đại thiên thế giới, nước dân đại ấp, dưới đến thủy luân mênh mông như biển. Nay ở đây nước lớn cũng giống như thế. Tuy tam thiên đại thiên thế giới này nước dân tràn đầy như vậy, nhưng trong đó các quốc độ, thành ấp, làng xóm và dân chúng đều không bị tổn hại, cũng không bị trở ngại. Và bốn châu lớn trong cõi Diêm Phù Đề cho đến biển cả, núi Tư Di,
hết thảy cung điện của chư thiên tu dục giới đều không bị hủy hoại hay chướng ngại mảy may. Trước tiên hiện tướng như thế rồi, sau đó ở trong cơn hồng thủy ấy xuất hiện vô số trăm nghìn hoa sen vĩ đại, hoa ấy cao lớn tăng bằng lưu ly ngàn cành, cành bằng đế thanh, lá vàng bằng vàng diêm phù đà, tua bằng tàn bạo cát tường, lại bằng mã não, chân châu quấn quanh. Mỗi hoa lại có vô số ức trăm ngàn cánh, cánh ấy rộng một câu lô xá. Những hoa sen này từ nơi đạo tràng là bảo trang nghiêm tối thắng, vột hiện lên hư không, cao một cây đa la. Tất cả đại chúng đều ngồi trên hoa sen. Trong hoa sen ấy, tùy theo màu sắc của hoa mà phóng ra ánh sáng lớn, chiếu khắp vô lượng vô số cõi Phật ở mười phương. Khi tất cả đại chúng trong Pháp hội vui mừng cho là điều chưa từng có, chắp tay cung kính đều nói: Nay hiện tướng là thí hữu như thế, có lẽ Đức Thế Tôn sẽ dẫn nói pháp màu. Bây giờ Đại Bồ Tát Từ Thị thấy việc thần biến lớn lao như thế, liền từ chỗ ngồi trên đài hoa sen đứng dậy, bày áo da vải vừa phải chấm đất, chắp tay hướng đến Phật cung kính đảnh lễ. Bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì lẽ gì hôm nay trước hết hiện ra tướng lệ, tức trong thông thiên đại thiên thế giới này nước lớn dâng tràn cuồn cuộn như biển, rồi lại hiện ra vô số ức trăm ngàn hoa sen lớn to lớn? Bạch Đức Thế Tôn, từ xưa nay con chưa được nghe, chưa được thấy thần biến vĩ đại ít có như thế, xin Phật giảng nói cho. Phật bảo Bồ Tát Từ Thị: Từ Thị nên biết, ở phương giới các cõi Phật này hơn ức triệu trăm ngàn cõi Phật không thể nói hết, nhiều như số vi trần đến mười cõi Phật có thế giới tên là vô lượng công đức bảo vô cấu thù diệu trang nghiêm. Cõi ấy có Phật hiệu là Hải Thắng Trì Tuệ Du Hí Xuất Cao Thần Thông Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Đẳng Chánh Giác, hiện đang trụ ở đó thuyết pháp giáo hóa. Nơi ấy có Bồ Tát tên là Hải Ý, cùng với các chúng đại Bồ Tát vượt ngoài tính toán, tất cả cùng đến thế giới Ta Bà này để chiêm ngưỡng, lễ bái, cung kính cúng dường Như Lai. Là nữa, đối với pháp ta giảng nói, họ có điều thưa hỏi, vì lý do đó nên hiện bày tướng là này. Lúc này Tôn Giả Xá lợi tử bạch Phật: Mà Thế Tôn, Bồ Tát Hải Ý ở cách đây quá xa, vì sao Đức Thế Tôn nói Bồ Tát kia có thể nghe Phật thuyết pháp nơi hội này? Phật bảo: Này Xá lợi tử, như ông bây giờ trước ta nghe ta giảng nói chánh pháp, Bồ Tát Hải Ý tuy ở thế giới kia nhưng có thể nghe pháp ta nói cũng giống như thế. Này Xá lợi tử, lại như ông, hiện ta thấy ta và các đại chúng, Bồ Tát Hải Ý kia có thể thấy ta và đại chúng cũng giống như thế. Tôn giả Xá lợi Phất nói: Hy hữu thay Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát có trí lực thần thông chẳng thể nghĩ bàn, Bồ Tát Hải Ý ấy ở nơi cõi nước rất xa có thể dùng mắt không chướng ngại thấy rõ cảnh tượng ở đây, dùng tai không chướng ngại nghe rõ âm thanh nơi cõi này. Bạch Thế Tôn, nếu có người được nghe về công đức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của các đại Bồ Tát, tức không ai là không phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Tôn giả Xá lợi tử nói như thế, có 24.000 tiên tử để phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Bây giờ Đại Bồ Tát Hải Ý cùng các chúng Đại Bồ Tát số lượng vượt quá sự tính toán cung kính vây quanh, đồng thời chiêm ngưỡng Đức Phật Thế Tôn Hải Thắng Trì Tuệ Du Hí Xuất Cao Thần Thông Như Lai, rồi liền lãnh thọ lời dạy nơi nơi thần xuất thần thông của Đức Như Lai kia, và các thần và thần thông là thành tựu không gia hạnh của Bồ Tát. Trong khoảng một niệm, một mắt nháy, một nháy mắt ẩn phục thân tướng nơi thế giới kia, tức thì trong ngay trong đạo tràng đại bảo trang nghiêm tối thắng ở thế giới Ta Bà này vọt hiện trên không trung cả một cây đa la. A Di ngồi vào trong tòa sư tử trên đài hoa sen cao lớn, các bồ tát khác cũng đều ngồi vào tòa trên đài hoa sen. Trong vô số vô lượng các cõi Phật ở thế giới phương dưới đã có vô lượng vô số chúng bồ tát đi theo Bồ Tát Hải Ý để đến nghe pháp. Khi ở trong đạo tràng đại bảo trang nghiêm tối thắng có tất cả chúng đại bồ tát ở mười phương thế giới tụ hội đến, đều ngồi nơi tòa trên đài hoa sen, chung quanh có đầy đủ điều kỳ diệu đặc biệt, tất cả các đại chúng đến dự tâm đều hoan hỷ, đều được thanh tịnh tán thán là việc chưa từng có, chắp tay đảnh lễ cho bồ tát kia. Bồ tát Hải Ý dùng các hoa thắng diệu trong thế giới trang nghiêm thù diệu vô cấu vô lượng công đức bảo kia, họ ấy tên là vô ưu thích duyệt ái lạc hỷ kiến, rồi một câu lô xá. Họ có vô số trăm ngàn cánh để cúng dường Như Lai một cách ứng hợp các Bồ Tát. Tất cả trong thế tâm đều dứt hết có uế, thiện căn từ đời trước đều được thanh tịnh. Các chúng hội đó đều sinh hoan hỷ, ưa thích. Hoa có ánh sáng là có mùi thơm thượng diệu. Ở trước Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát dùng các loại hoa bậc nhất cúng dường xong,
là tung rải hoa tươi đẹp to lớn, một mỗi hoa lớn 7 người đã khắp tràn ngập đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm. Tất cả đại chúng đều đạt được vị thiền duyệt ly sinh hỷ lạc. Trong hư không tự nhiên các loại tiếng trống vang lên, phát ra âm thanh khả ái, mọi người nghe đều được niềm vui dễ chịu của thiền định. Bây giờ Đại Bồ Tát hãy ý làm cái việc cúng dường như thế rồi. Từ trên không hạ xuống, Đại Bồ Tát sát đất lễ chân Đức Thế Tôn, dẫn quanh bên phải 7 vòng, chắp tay cung kính đứng yên trước Phật bạch. Bạch Thế Tôn, Như Lai Hải Thắng, trì tuệ chú ý xuất cao thần tông, gửi lời thăm hỏi Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, ít bệnh ít phiền não, đi đứng nhẹ nhàng, sức khỏe được nhiều an lạc, được an vui chân. Khi ấy tất cả Bồ Tát cùng đi đều từ trên không hạ xuống để mặc đảnh lễ chân Phật xong, dẫn quanh bên phải 7 vòng rồi thảy đều về lại chỗ ngồi. Bây giờ lên thành thiên thế giới này có đại phạm vương tên là Đại Bi Tư Duy, hiện ở tại cõi phạm thế giới phạm thế nơi 4 đại châu an ổn không lo. Bỗng giờ thấy khắp tam thiên đại thiên thế giới này nước lớn tràn ngập cuồn cuộn như biển, đã có vô số 100.000 hoa sen to lớn cao rộng xuất hiện với đủ loại tướng thù tán vật. Tại đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm kia có vô số bồ tát đầy khắp, thấy hiện tượng ấy rồi Đại Bảo Vương liền nghĩ, kiếp họa chưa có tướng hoại thiêu đốt thì đâu có nước lớn đầy khắp, như vậy thì do duyên cớ gì, chẳng lẽ là do thần lực của Như Lai? Hay nay ta nên đến hỏi Phật Thế Tôn, và tướng hy hữu này là do nhân duyên gì? Khi Đại Phạm Thiên Vương Đại Bi Tư Duy nghĩ như thế rồi, liền cùng 68.000 phạm chúng rời khỏi cõi phạm, cung kính bay quanh đến trước Thế Tôn ở đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm tối thắng, đứng trong hư không của mình chắp tay đảnh lễ Thế Tôn và bạch: Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà nay tam thiên đại thiên thế giới này nước lớn tràn ngập cuồn cuộn như biển, lại có vô số 100.000 hoa sen to lớn xuất hiện, và các bồ tát đại sĩ đều ngồi trên tòa hoa sen, như tất cả cõi nước thành ấp xóm làng dân chúng và 4 đại châu ở cõi diêm phù đề, các cung trời của trục giới cho đến biển lớn tu chi, các nước trong tam thiên thế giới này đều không bị tổn hại và cũng không có chướng ngại. Những hiện tượng như thế rất là ít có, đây là do nhân duyên gì hay là thần lực gì xin Thế Tôn vì con mà diễn nói. Bây giờ Phật bảo Phạm Thiên Đại Bi Tư Duy: Đại Phạm nên biết, ở thế giới phương dưới có một cõi Phật tên là Vô Lượng Công Đức Bảo Vô Cấu Thù Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật Thế Tôn có đó hiệu là Như Lai Hải Thắng Trì Tuệ Vô Ý Xuất Cao Thần Thông. Cõi đó hiện có Bồ Tát tên là Hải Ý, cùng với các chúng đại Bồ Tát đông đảo vượt ngoài sự tưởng, vô thực đến thế giới Tha Bà để chiêm ngưỡng, để bái cung kính cúng dường ta. Là ở trong pháp hội rộng lớn hôm nay có điều thưa hỏi, đó là diệu lực thần thông của Bồ Tát kia. Nên ở thế giới này trước hiện ra điềm lành như thế. Phạm Thiên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trong pháp hội đại tập này đã có chánh pháp, nay còn giảng nói gì nữa? Phật nói: Này Phạm Thiên, cảnh giới chư Phật là chánh thể nghĩa bàn, trí tuệ biện tài và sức oai thần của Như Lai cũng thể hạn lượng. Ông thấy Như Lai im lặng chớ cho là không nói. Ta thường vì các Bồ Tát từ 10 phương thế giới đến mà tuyên nói chánh pháp quyết định một cách rộng rãi. Bây giờ Đại Phạm Thiên Vương Đại Bi Tư Duy lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật nói việc hiện thần biến ấy là do Đại Bồ Tát Hải Ý, vậy ấy là ai vậy? Phật nói: Này Đại Phạm, nay trong pháp hội này có hoa sen lớn rộng 10 do tuần, nơi hoa có đài, trên đài lại có tòa sư tử trang hoàng bằng cát báu, trong tòa có một vị Bồ Tát đại sĩ ngồi trên đó, thân sắc vàng ròng, tướng hảo đoan nghiêm, chỉ trừ Như Lai ngoài ra thân tướng của các Bồ Tát khác đã bị thâu tóm theo sắc tướng đó, có vô số ngàn chúng Bồ Tát vây quanh đảnh lễ, ông có thấy không? Đáp: Đã thấy. Phật bảo: Này Đại Phạm, vị có tướng thần thông viên mãn như thế chính là Bồ Tát Hải Ý. Khi ấy Đại Phạm Phạm Thiên Đại Bi Tư Duy mới hướng về Bồ Tát Hải Ý cung kính đảnh lễ rồi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sinh được nghe tên của Bồ Tát Hải Ý như thế, nay biết người ấy tức đạt được điều lợi ích tốt đẹp lớn. Hôm nay con được nghe tên của vị đại sĩ Bồ Tát này, được trông thấy sắc tướng của Bồ Tát như thế, thật rất vui mừng, nhanh chóng được lợi ích tốt đẹp. Phạm Thiên lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp hội đại tập này
sẽ tồn tại lâu dài như thế nào. Phật nói: Này đại phạm, nay chánh pháp này tùy theo thọ mạng dài ngắn của Phật mà tồn tại. Sau khi Phật niết bàn, có các Bồ Tát đối với chánh pháp này tọa trì đọc tụng rộng vì mọi người mở bài diễn nói. Vì sao này đại phạm? Vì chư Phật Bồ Tát có trong thế giới thế gian, đời quá khứ, vị lai, hiện tại đều từ đây mà ra. Bây giờ đại Bồ Tát hỷ nương vào thọ lực của Phật, vì khắp tất cả chúng sinh hoan hỷ trong pháp hội này, và vì đại phạm thiên vương đại bi tư duy đã khởi tâm kính tín, là vì trang nghiêm chánh pháp ở đây, cũng vì hiển bày diệu luật trí tuệ biện tài của mình, nên tất các Bồ Tát ấy cùng với hoa sen cao lớn và tòa sư tử kia đều vọt lên hư không cả bảy cây đa la, rồi ở trên không nói kệ phương dưới quá vô số cõi nước. Có cõi Phật tên Công Đức Nghiêm, Phật hiệu Hải Thắng Thần Thông Tuệ, Phật hiện ở nơi ấy làm hóa chủ. Cõi ấy các đức đều tròn đủ, Bồ Tát an trú không lo sợ pháp môn Phật Như Lai kia nói, chúng ta nghe rồi đều thọ trì. Cho nên chúng ta đến cõi ấy, chiêm ngưỡng cái lễ bậc thập lực. Các Bồ Tát ấy đến nơi này để thăm hỏi Phật Đại Ngô Vương, để con đảnh lễ Pháp Vương rồi, cũng lễ Phật Đại Trí khó sánh, cho nên cúng dường theo đó làm, cúng dường khắp hết Phật chánh giác. Tương quán thân Phật sắc vô sắc, lìa thọ lìa hành của lìa thức, ba thứ nhận lãnh này cũng không, trong đó, trong lặng thường thanh tịnh, nếu không sắc tướng và vẻ đẹp, đó là chánh quán Phật Thế Tôn. Tuệ nhãn thanh tịnh chiếu pháp thân, mới thấy nghĩa chân thật vô cấu. Giới pháp không thủ cũng không xả, không ngã sở nhị biên, an trú nội nhập tánh tịch nhiên, dứt trừ mọi chấp thủ ngoại tâm. Phân biệt hữu vô lìa phân biệt, tâm ấy vắng lặng như hư không, là luôn cúng dường chư Thế Tôn. Nơi cờ chánh pháp khéo kiến lập, nơi quán các pháp giống như huyễn, trong đó cho nhận đều là không. Tuy biết tạo tác vốn không có, cũng không lìa bỏ nơi các pháp. Mà không quyết định cò bồ đề là không quyết định trụ sinh tử, không tâm sang tam không người thế, sẽ liền lỗi lầm trong bố thí. Đừng dừng nghĩ điều tịch thân ngữ tâm, hành theo ba nghiệp không bất não, được các phiền não dứt thiêu đốt, trí sáng các căn thường tịch tỉnh. Tôi biết bồ đề vô sở đắc, chẳng bỏ chúng sinh trụ vô ngã, để độ các chúng sinh phá giới, tri giới hành rộng lớn thanh tịnh, do đó tánh sát na các pháp cũng không bị các cảnh phá hoại. Trong tâm vắng lặng như hư không, quán ngoài thế gian giống như huyễn, dù các thân thể ra từng mảnh cũng không khởi lên tâm sân hận, cho đến ngồi cây thành bồ đề, quyết giữ hành nhận Phật đã dạy, thường quán pháp như trăng đáy nước, như bọt như huyễn như sóng nắng, hiểu rõ không thọ cũng không nhân, và cũng không mana phạt ca, bồ đề chúng sinh tuy vô đắc, vì lời tha đến cầu bồ đề, nếu nghe lý này sợ chẳng sinh, trong ấy luôn phát hành tinh tấn. Nếu thường nơi tâm không chấp trước, đối với ngoại cảnh không sinh chán, biết được tâm hành của chúng sinh, ở trong ba đời tùy thuận chuyển, khi các chúng ma chẳng thể biết, tâm sở hành tùy chỗ biến chuyển, đến bờ bên kia khéo trụ tâm, viên mãn thình định tuệ thần thông. Còn nghe pháp chư Phật đã nói, tùy theo chỗ nghe thường thọ trì. Dù trải qua trong vô biên kiếp, biện tài của Phật không cùng tận, là ở trong tất cả Phật Pháp, chúng sinh không đọa cũng không đắm, đủ tàn trí tuệ năng lực quý, bậc vắng lặng tự tại ba cõi, người đến chỗ đến đều xa lìa, trong đó không đến cũng không đi. Tùy tâm sở hành của chúng sinh, chỗ đến không trú cũng không động. Tùy đến bờ kia đủ các đất, đối với các đất không chấp tướng. Thích Ca Đại Ngô Vương tuyệt vời, vì vậy nơi con xin đảnh lễ, như mặt trời trong lành tỏa chiếu, là mờ ánh sáng khác vì sao, là như ánh sáng của kiếp hỏa, trên đất phạm thế, dưới tới đất, là như núi chúa lớn Tu Di, giữa đất cũng như giữa các núi. Trong hào tướng Ngô Vương Thích Ca, quang minh tối thắng vượt tam giới, tất cả chúng Bồ Tát mười phương, đều từ trong trăm cõi Phật đến, chiêm ngưỡng sắc tướng oai quang Phật, tất cả đều xin vui mừng lớn. Tùy theo ý nguyện tâm chúng sinh, Như Lai đều vì họ khai thị, có biết đại oai thần Như Lai, nay nên từ trước có đến cõi này. Phật dùng một âm dĩa nói pháp, tùy loại chúng sinh đều biết rõ, cho đến tiếng chúng sinh sai khác. Như Lai tùy nghi vì họ nói, tất cả chúng sinh ý sai biệt, như cát như bụi còn tính được. Âm thanh vi diệu của Mâu Ni, ngang bằng hư không không thể tính, hư không không thể lượng ranh giới,
chúng sinh không thể biết hết số, cho đến sinh tử trong một đời trước cũng lại không biết, không thể biết hạn lượng. Biên giới hư không số chúng sinh, sinh tử đời trước còn thể biết, cảnh giới định tuệ của chư Phật rốt ráo không thể biết phần nhỏ. Chúng sinh vô lượng đều quy mạng, người vương pháp chủ bậc tôn quý, nhiều kiếp chuyên tu trang nghiêm đức, biên vật sắc tướng không sánh được. Phật ta đủ sức oai thần lớn, biết khắp sự tên hiệu chúng sinh, đơn hy hữu này gặp khó biết, nên lễ bậc khéo độ các cõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 400, Kinh Nhẫn Điều Bồ Tát Hải Ý hỏi về Pháp môn Tịnh Ấn Quyển 2. Bây giờ Đại Bồ Tát Hải Ý nói kệ như thế rồi, từ trên không hạ xuống, hướng về Phật chắp tay cung kính đảnh lễ bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu con có điều muốn tôi hỏi Như Lai, ứng cung chánh đẳng chánh giác, nếu Đức Thế Tôn cho phép, con mới dám hỏi. Phật bảo Bồ Tát Hải Ý, này thì nào, ông cứ hỏi tự nhiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác tùy theo từng điều nghi vấn đều có thể tuyên bày giải nói khiến cho tâm ông khai mở. Bồ Tát Hải Ý bạch Phật, bạch Thế Tôn, trước đây con nghe có các Bồ Tát tự nói pháp môn Tam Ma Địa Tịnh Ấn. Nếu có đại Bồ Tát trụ Tam Ma Địa này thì có thể mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Vậy Bồ Tát nên làm thế nào để đạt được pháp môn Tam Ma Địa Tịnh Ấn như thế? Là dùng hành tướng gì mà gọi là tự thuyết? Thế nào là tịnh ấn, làm sao có thể được nhập vào cửa của cảnh giới ấy? Lại nữa, các Bồ Tát nếu được nghe Tam Ma Địa ấy rồi, thì làm thế nào để mau chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột của Sinh Thế Tôn vì con mà thuyết? Phật bảo Đại Bồ Tát Hải Ý, hay thay, Bồ Tát Đại Sĩ, điều nghi vấn ấy của ông rất có ý nghĩa. Này thì Nam, ông nên khởi tâm chuyên nhất, vững chãi lắng nghe và tỏ trì, nên ta vì ông diện nói. Các Bồ Tát nào đạt được Tam Ma Địa Tịnh Ấn tự thuyết ấy thì có thể mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bồ Tát Hải Ý bạch Phật, xin bạch Thế Tôn, con muốn được nghe. Khi ấy Bồ Tát Hải Ý vâng lời lắng nghe Phật nói, này Hải Ý, nếu có Bồ Tát đối với các căn lành phát khởi chuyên cần tinh tấn tâm thiện đầy đủ trụ nơi tụ chánh định, thì ở trong sinh tử có thể dùng lợi căn cho nhóm các điều thiện, được tiền tri thức thâu nhận oai thần của chư Phật, kiến lập năng lực nhân duyên đầy đủ, sẽ thường gần của chư Phật Thế Tôn, tôn trọng cung kính, dùng hương hoa vi diệu, hương xoa hương bột phòng hoa y phục, lòng báu cờ phướng, nhiều màu để cúng dường. Nếu lại thế tướng đầy đủ của chư Phật Như Lai, hoặc nghe ngôn từ mỹ diệu của chánh pháp, hoặc thấy khá thứ thanh tịnh viên mãn, lại được nghe trí vô ngại, hoặc thấy thần cảnh trí thông của Phật, hoặc thấy các việc biến hóa để được phục chúng sinh của Như Lai, hoặc thần biến dạy bảo, hoặc nghe hoặc khen ngợi thần biến, thế như thế rồi, thì ở chỗ chúng sinh thường dùng tâm đại bi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, khởi đại tinh tấn xuyên cầu pháp thiện, với nhất thiết trí tâm không quên mất, dùng hạnh tương ứng làm cho tâm ban đầu thanh tịnh. Tâm ban đầu đã thanh tịnh rồi, liền đắc Tam Ma Địa thanh tịnh ấy. Này Hải Ý, vị nhân ngọc báu Đại Ma Ni trao nơi người khéo giũa ngọc báu, người ấy khéo léo gò sữa lại mài giũa cho trong sáng. Đến khi ngọc báu ấy được trong suốt rồi, người làm ngọc kia liền tự nói, ngọc ma ni báu này đã loại trừ các có bẩn, bỏ các tỳ vết, đây là ngọc báu đại ma ni trong suốt, các bậc có trí đều ưa thích. Này Hải Ý, từ chúng tánh Bồ Tát phát ra tâm báu nhất thiết trí, cùng giống như thế vì cuối cùng có thể thành tựu qua vị giác ngộ cao tột. Do Bồ Tát ấy trước hết vì thiện căn từ đời trước và hiện tại nghe pháp thiện rồi, dùng để tu luyện tâm báu nhất thiết trí ấy, cho đến khi thành báu, để bỏ các pháp hư giả nơi tâm, sẽ liệt tội lỗi. Chư Phật Thế Tôn ở mười phương ba đời đều quý mến nên Bồ Tát ấy mới có thể, tôi nói đạt được pháp môn Tam Ma Địa Tịnh Ấn. Này Hải Ý, lại như ngọc báu đã đi trong suốt vượt lên tánh chất của chính loại báu khác. Những gì là chính? Một, tánh chất vàng. Hai, tánh chất bạc. Ba, tánh chất pha đệ ca. 4. Tính chất phệ lưu ly. 5. Tính chất mã não. 6. Tính chất san hô. 7. Tính chất xích châu. 8. Tính chất bảo kê tác lê. 9. Tính chất tạng bảo cát tường. Dược lên 9 chất báu như thế mới gọi là ngọc báu đầy mà đi sáng ngời. Trong suốt dự ý,
tối thắng vô giá là vật chuyển luân thánh vương thọ dụng chứ chẳng phải là vật các vua khác thọ dụng. Lại nữa ngọc bảo đảm ở đây có ánh sáng diệu kỳ, các loại ánh sáng khác cũng chẳng sánh kịp. Này hải ý, tâm báu nhất thiết đế của các bồ tát cũng lại như thế, có thể siêu việt chính chủng tánh quý báu khác. Những gì là chính? Một, tánh báu tốt của thánh dị sinh phàm phu. Hai, tánh quý báu của bậc tùy tánh hành. Ba, tánh quý báu của bậc tùy pháp hành. Bốn, tánh báu vô tướng hành. Năm, tánh báu tu đà hoàng. Sáu, tánh báu tu đà hàm. Bảy, tánh báu a la hàm. Tám, tánh báu a la hán. Chín, tánh báo duyên giác. Siêu vực chín tánh báo như thế mới gọi là tánh báo tâm đại bi sâu xa kiên cố thứ 10. Tất cả chư Phật cùng giá trị. Bồ Tát tu luyện như thế sẽ phát sinh tâm báo nhất thiết trí. Khi vượt trên tất cả hàng tánh báo duyên giác, nó có thể chiếu soi chủng tự tương tục của tất cả chúng sinh. Này hải ý, là nhân ngọc báo đại mà đi chân tật có thể chịu đựng sự mài dũa, mặc tình, đập ép, khoan dùi, cũng không sức mẻ. Ngọc báo mani kia đối với thế gian có tác dụng tốt, làm cái việc phước cho chúng sinh. Bồ Tát trồng các căn lành đã lâu cũng giống như thế. Khi vị ấy đã phát tâm báu nhất thiết trí, thì chịu đựng mọi sự va chạm, phá hoại, xuyên tạc, tạo chướng ngại, cũng không suy xuyển. Đó là tâm báu chân thật, lìa các lỗi lầm, tâm báu nhất thiết trí. Đó có thể vì tất cả chúng sinh làm lợi ích lớn. Lại nữa, hãy ý làm thế nào để có thể tu luyện tâm báu nhất thiết trí? Đó là trước phải tu độ ba tịnh giới, mười nghiệp thiện, tâm từ, tùy theo chúng sinh mà chuyển hóa, để dùng tâm thanh tịnh quán xem tất cả chúng sinh. Vì tâm bi tùy theo chúng sinh mà chuyển hóa, nên tùy theo các chúng sinh làm việc gì đều đến giúp đỡ. Vì tâm hỷ tùy theo chúng sinh mà chuyển hóa, để tất cả chúng sinh có các pháp thiện để vì họ mà làm cho thành tựu. Vì tâm xả tùy chúng sinh mà chuyển hóa, nên đối với tất cả chúng sinh không làm tổn hại, vì không chua nịnh dối trá, nên tâm chánh trực, vì không lười biếng, nên đối với việc lợi ích tâm luôn siêng làm. Vì tâm tự tại, nó có thể phát khởi tất cả thiện căn, được chánh niệm chánh tri, vì khéo điều phục tâm, nên tâm ung dung, vì thường ít ham muốn, nên có thể tu các công đức đầu đà. Vì có thể khéo nuôi dưỡng phát sinh biết độ, nên không đoạn thánh chủng. Vì đối với tôn sư thánh hiền, không sinh tâm xem thường mà luôn phát khởi sự khiêm tốn, cung kính nên tâm an định. Vì lìa ngã mạn và tăng thường mạn, không ô trược loạn động nên tâm thanh tịnh, và không ỷ lại nên luôn tu hành. Vì không chê bai người khác nên có thể bảo hộ chúng sinh. Vì lìa tăng thường mạn nên có thể gần gũi chánh pháp, nhận lãnh thuốc pháp. Vì đối với các nghĩa có thể thấu rõ nên làm người cầu pháp. Vì đối với các pháp lúc cầu á, lúc đầu còn cạn sâu, sâu rộng tăng dần, nó có thể đầy đủ pháp dục. Vì tu hành không tranh cãi nên thường được pháp lạc. Vì xa lìa phi pháp nên thường xuyên cầu chánh pháp. Vì đối với tam bảo luôn biết hổ thẹn nên thường không dứt lòng tin trong sạch. Vì tin vào nghiệp báo nên đối với tất cả pháp thiện đều tác ý như lý. Vì tu hành chân chánh nên đối với dáng vẻ oai nghi luôn ẩn tàng tịch tỉnh. Vì tâm không cao ngạo nên thường nhu hòa. Vì siêng hành thiền định nên xa lìa trảo cử. Vì khéo an trú tuệ nên không chê không khen. Vì an nhiên bất động nên tâm như núi Chúa. Vì luôn rời bỏ các sự ngăn cách cao thấp nên tâm như đất. Vì trong ý thanh tịnh nên tâm như nước. Vì không có tưởng sai khác nên tâm như lửa. Vì không dính mắt nên tâm như gió. Vì giới diệu không có bẩn nên tâm như hư không. Vì dốc cầu xuất gia nên tâm có thể khiến cho Phật nhãn vĩnh viễn không mất. Vì thân thường lìa bỏ nên ưa tu hành vắng lặng. Vì tâm luôn xa dứt nên thường hành chánh pháp. Vì đối với các việc làm không bị cảnh trần chi phối nên nói lời chân thật. Vì tâm nguyện soi sáng nó có thể làm cho như lời nói. Vì không bị phiền não lôi kéo nên tâm thường thanh tịnh. Vì rốt ráo không bị phá hoại nó có thể tu tập tịnh giới. Cho đến vì còn lo sợ tuổi nhỏ nên đối với giới không hề thiếu sót hủy hoại. Vì chẳng cầu sinh thiên nó đối với giới không dứt. Vì giới hành thuần nhất trong trắng nên giới không ô nhiễm. Vì luôn gần gũi thiền tri thức nên được khai mở đạo đại bồ đề. Vì mắt thanh tịnh nên được ánh sáng vô ngại. Vì tai thanh tịnh nên được tâm âm thanh vô ngại. Vì mũi thanh tịnh nên được mùi thơm vô ngại. Vì lưỡi thanh tịnh nên được vị vô ngại. Vì thân thanh tịnh nên được xúc vô ngại. Vì ý thanh tịnh nên được pháp vô ngại. Lại nữa, này Bồ Tát hãy ý, nếu người muốn lìa sự ràng buộc của tham thì cần phải
Thường tu quán bất tịnh, muốn lìa sự ràng buộc của sân thì tu quán tâm từ, muốn lìa sự ràng buộc của si thì tu quán chuyên sinh, muốn trừ năm sự ngăn che thì quán kỹ năm căn, muốn dụ các chướng thì làm thanh tịnh năm lực, muốn dứt vì muốn dứt các phiền não hiện khởi, nên ở nơi đạo xuất ly thường phải thanh tịnh. Vì tu chánh hạnh nó có thể xa lìa sự sợ hãi, tham sân si mạn, vì tâm không keo kiệt nó có thể hành pháp thí, vì không tiếc rẻ gồm thâu nó có thể hành tài thí, vì tâm đại bồ đề thường kiên cố nên không ưa pháp của thừa khác, vì nội tâm vắng lặng nên các căn ẩn mật, vì ngoại cảnh vắng lặng nên khéo quán xét các lầm lỗi. Vì ở trong sinh tử thường sợ hãi nên không tạo các tội, vì tâm không mệt mỏi nên chứa nhóm thiện căn mà không biết đủ, vì vượt qua bốn dòng chảy nên thường khéo tu tập thuyền pháp đại thừa, vì khiến cho chúng sinh được đến bờ kia nên khéo làm cầu đường. Bồ Tát thường dùng tâm không lười biếng thoái thất dẫn dắt các chúng sinh ra khỏi bùn lầy sinh tử để đến chỗ an ổn. Này hải ý, nếu Bồ Tát tu tập đủ các hành tướng như thế thì liền đắc hạnh bố thí viên mãn, cũng có thể đắc hạnh trì giới thanh tịnh. Đây là tâm bốn nhất thiết trí khéo tu sửa mà Bồ Tát đã phát. Bây giờ Bồ Tát Tôn lặp lại ý nghĩa trên bằng bài tụng: trước phải giữ thân ngữ tâm tốt, phòng hộ bằng phân nghiệp thanh tịnh, tâm từ quán sát các chúng sinh, đó là ngọc sáng nhất thiết trí, tâm bi giúp đỡ việc của người, tâm hỷ mừng người khác thành công, tâm xả chẳng hại các chúng sinh, đó là ngọc sáng nhất thiết trí, không định không dối tâm thường chánh, dừng tội thường tu việc lợi ích, thân tâm tăng trưởng các thiện căn, đó là ngọc sáng nhất thiết trí, tâm tự tại đang nghĩ chánh tri, khéo điều phục tâm, tâm ung dung, thiểu dục là nhân tu đầu đà, đó là ngọc sáng nhất thiết trí, vô độ khéo hành nơi dòng tánh, lại thường cung kính bậc tôn sư, không bao giờ sinh tâm khinh rẻ, ngã mạn tà mạn đều xa lìa. Tâm định không khởi tán tượng mạn, vì không trược loạn tâm thanh tịnh, không ý mình nên tự biết rõ, không che người nên được người giúp. Gần gũi thấm sâu thuốc diệu pháp, lìa tăng thượng mạng trị các bệnh, mong pháp gọi là người cầu pháp, xuyên cầu pháp mới đủ pháp lực, tu hành không tranh làm mộ pháp, lìa phi pháp nên luôn cầu pháp, chẳng hoại tam bảo đủ tánh tâm, đó là ngọc sáng nhất thiết trí. Do pháp bất thiện tâm xấu hổ, đối các Như Lai khởi tâm thiện, đầy đủ hổ thẹn hộ các căn, đó là ngọc sáng nhất thiết trí. Hiểu rõ nghiệp báo việc làm tốt, tín hiệu không đắm tâm thiên chấp, giáo pháp duyên sinh không chống trái, đó là ngọc sáng nhất thiết trí. Khéo giữ oai nghi tu chánh hạnh, tâm không cao ngạo thường nhu hòa, trào cử chẳng sinh tu chánh hạnh, đó là ngọc sáng nhất thiết trí. Khéo trú tuệ nên không khen chê, người thấy an nhiên như núi Chúa, bền vững với nguyện không thay tâm, đó là ngọc sáng nhất thiết trí. Khổ vui bất động tâm như đất, ý trong như nước lắng có bẩn, tâm như lửa không sinh tưởng khác, tâm như gió thổi không dính mắt, tâm như hư không đẹp trong sạch, cần cầu xuất gia Phật nhãn sáng, thân xa lìa tâm tu vắng lặng, tâm xa lìa thường đương chánh pháp, làm việc thường nói lời chân thật, làm như lời nói tà nguyện sáng, thanh tịnh không hề bị cấu nhiễm, vì không phá hủy tu giới hạnh, nơi giới không khuyết cũng không hoại, tu nhỏ bị phạm tâm rất sợ, dù giới cũng không cầu sinh thiên, giới thường trong trắng không ô trược, thường hay gần gũi thiện tri thức, đều bị khai sáng tâm bồ đề, ánh sáng suốt thông chiếu thế gian, để do đạt được mắt thanh tịnh, người trí tùy nghe các thứ âm, chẳng sinh mừng vui, chẳng sinh chán, tất cả âm thanh rõ nghĩa vô, là do đạt được mắt thanh tịnh, mùi hương lưỡi vị đều như thế, thân xúc ý pháp cũng như vậy. Xúc chạm cao thấp tưởng chẳng sinh, là do đạt được căn thanh tịnh, muốn lìa tham nhiễm và sân si nên tu tâm từ quán bất tịnh, là khéo léo tu pháp duyên sinh, đó là ngọc sáng nhất thiết trí. Nếu muốn trừ bỏ năm triền cái cần phải khéo léo quán năm căn, muốn dứt buộc ràng của các chướng khéo an trú năm lực thanh tịnh, biết đạo xuất ly trừ chướng ngại, xa lìa không chắc trụ mình chắc, luôn siêng tu tập bốn niệm xứ với chánh đoạn thần túc cũng vậy, lại thường tăng tiến bảy giác phần, còn lại tiến tu tám thánh đạo, không tham không sân không sợ hãi, khéo giữ các căn lìa sân kết, không keo kiệt thường hành pháp thí, không sinh tiếc nối ái hộ tâm, của cái không gom thường bố thí, tâm bồ đề ấy nay thành tựu, giúp của báo không mong thu lấy, không bỏ bồ đề chẳng có báo,
thâu tóm chúng sinh nên thường hành bố thí, ái ngữ, lợi đồng sự. Đối với tâm bồ đề không bỏ, cũng không bến ưa các thừa các. Quán pháp môn công đức Như Lai, tâm vững chắc như núi Tu Di, nội tâm vắng lặng biết lỗi mình, ngoài hộ người khác chịu chê trách, trong các việc làm lìa lầm lỗi, vì sợ sinh tử chẳng tạo tội, siêng hành pháp thiện không biến lười, nghiêm tịnh quả Phật chẳng mệt mỏi. Hộ pháp chẳng sinh tâm giảm sút, độ tha chúng sinh không thoái đọa, thường xuyên tu bổ thuyền đại pháp, cứ vớt biển sinh tử bốn loài, lại làm cầu bè đưa chúng sinh dẫn đến niết bàn nơi an lạc, vớt chúng sinh ra khỏi bùn sâu, đưa đến nơi sạch sẽ không sợ chúng sinh sợ hãi, ban an ủi tự độ đổi thay đến bờ kia. Nếu đối pháp này khéo thành tựu, tức là Bồ Tát không còn sợ vế thường tịnh tâm Bồ Đề, các bản phiền não không thể nhiễm. Hư không không bẩn còn thể nhiễm, hư không không dấu còn thể thấy, tâm Bồ Đề không nhiễm phiền não, từ tánh xưa nay thường thanh tịnh. Lại nữa, hãy ý thế nào là Bồ Tát đối với tâm báu nhất thiết trí đã phát ấy, có thể nhận lãnh sự bức bách phá tan, còn thế nào gọi là hành tướng phá hoại bức bách này? Hãy ý, nếu Bồ Tát này đối với tâm báu nhất thiết trí ấy, hoặc có người phá giới bất mãn, hoặc các ma, hoặc đệ tử của ma, hoặc dựa vào sức thủ lãnh nơi của ma, hoặc sứ giả của ma cố đến quấy nhiễu, não loạn, khiêu khích, lung lạc, đánh đập, thì ngay khi ấy Bồ Tát giữ vững tâm Bồ Đề, không để cho hủy hoại, là cũng không hủy hoại lòng đại bi tinh tấn độ tất cả chúng sinh, là cũng không tiêu tan sức khuyến trợ hộ trì để hạt giống tam bảo không đoạn không dứt, là cũng không hủy hoại tất cả thiện căn đã siêng năng tu hành tích tập trong pháp Phật, là cũng không hủy hoại sự thành tựu tướng ảo nên tu hành tích tập hạnh phúc, là cũng không hủy hoại sự nghiêm tịnh cõi Phật nên dũng lực tăng tiến, là cũng chẳng hủy hoại sự hộ trì chánh pháp nên không tiếc thân mạng, là cũng không hủy hoại sự độ thoát khắp các chúng sinh nên không đắm vào cái vui của mình. Nếu Bồ Tát có đầy đủ tâm sâu xa như thế, gợi ý như thế, mới có thể ở chỗ các chúng sinh kia hoặc bị kẻ sân dọn đánh đập, nhục mẹ cho bay, thì khi ấy Bồ Tát đều có thể nhận chịu, hoặc bị tất cả chúng sinh phá hoại bức bách cũng đều chịu đựng. Như Bồ Tát ấy cứu độ khắp tất cả chúng sinh, không mệt mỏi, không biến lùi, không thối chí, không buông xuôi, luôn tăng cường sức mạnh, quyết khởi tinh tấn, hết sức chịu khổ, thu giữ tâm ý. Nếu có tha nhân cố đánh gây sân giận, thì khi ấy Bồ Tát cũng không dùng sân giận đáp trả, hoặc đến đánh ném hoặc phá phách, thì lúc đó Bồ Tát không đáp trả mà nghĩ thế này: ta nên khoác áo giáp nhẫn nhục đại thừa. Vì sao? Vì pháp đại thừa này rất trái ngược với thế gian, chúng sinh ở thế gian thuận theo dòng sinh tử, còn pháp đại thừa của ta thì ngược dòng sinh tử, chúng sinh thế gian mâu thuẫn với nhau, pháp đại thừa của ta làm cho chúng sinh dứt được mâu thuẫn. Chúng sinh nơi thế gian nổi giận bừng bừng, pháp đại thừa của ta tăng cường sức nhẫn, chúng sinh ở thế gian lừa dối lẫn nhau, pháp đại thừa của ta khiến tuệ tâm của các chúng sinh viên mãn. Lại ở thế gian hoặc có chúng sinh đi đến mười phương cầm nắm gậy gộc đuổi theo Bồ Tát đến khắp mọi nơi, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc theo có người phát tâm đại Bồ Đề, hoặc có người tu tâm bố thí, hoặc có người tu tâm trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, đi đến hoặc nghe người phát một tâm thiện, thì sẽ theo người ấy ở bất cứ nơi đâu, các đức thân vị ấy ra từng mảnh giống như lá táo. Bồ Tát dù gặp những việc như vậy đều có thể nhẫn chịu. Lại nếu tất cả chúng sinh trong thế gian đều khởi sân giận, thốt ra lời ác, chê bai, nhục mạ, khi Bồ Tát đối với các chúng sinh đó tâm chẳng móng khởi mảy may kích động. Vì sao? Bồ Tát thì Bồ Tát nghĩ, lấy thân này của ta ở trong vô lượng vô số sinh tử, từ trước đến nay trải qua các cõi, không việc gì là không làm, hoặc ở địa ngục, hoặc tại ngạ quỷ, hoặc ở súc sinh, cho đến nay đây ở trong loài người đam mê ăn uống, tạo hưởng các dục, nghe điều phi pháp, đuổi tìm gian khổ, nuôi dưỡng tài mạng, nhiều loại bức bách đối với thân mình đều hoàn toàn vô ích. Tuy mong cầu nhiều điều nhưng chẳng lợi mình, cũng không lợi người, vì vậy nên từ nay cho đến trong sinh tử đời sau, giả sử tất cả chúng sinh cắt xẻo thân ta ra từng mảnh, ta thề chịu đựng các khổ chứ không bao giờ sẽ bỏ tâm nhất thiết trí. Lại cũng không sẽ bỏ tất cả chúng sinh, là cũng không sẽ bỏ các pháp dục thiện. Vì sao? Vì nay thân này của ta bị nhiều thứ khổ não bức bách hủy hoại,
So với nỗi khổ phải chịu ở trong địa ngục thì không bằng một phần trong trăm phần, ngàn phần cho đến một phần trong vô lượng vô số phần. Vì vậy nên ta ở trong pháp Phật vĩnh viễn không bỏ, lại cũng không bỏ tâm đại bi độ tất chúng sinh hữu duyên. Vì sao? Vì như Phật đã dạy, tất cả pháp thiện có nhiều chướng nạn, chúng sinh thế gian phần nhiều đối với pháp bất thiện thì luôn trợ giúp, còn ít ai thường trợ giúp các pháp thiện. Vì vậy ta nay ở trong pháp thiện phát khởi sẽ nên tinh tấn hỗ trợ tu tập, chứ chẳng phải ở trong pháp bất thiện mà trợ lực. Do đó ta đối với tất cả chúng sinh sân giận đều có thể chịu đựng. Nếu các chúng sinh theo ta gây sự thì ta liền thi hành sự đối trị. Nếu có chúng sinh khỏi sân hận và ganh ghét giận dữ ta thì ta liền ban cho họ pháp nhẫn nhục. Vì ta ban cho họ pháp nhẫn nhục rồi thì sức nhẫn hiện ra, nên đối với họ ta thà bỏ thân mạng chứ không bao giờ nổi sân. Vì vậy nếu Bồ Tát tu như thế thì đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không khó. Nếu khi ấy mà khởi sự sân giận thì Bồ Tát phải nhớ nghĩ ta khởi pháp đoạn sân. Pháp đoạn đó thế nào? Đó là nếu ưa thích thân, hoặc lệ thuộc thân, hoặc chấp trước thân. Nếu có những pháp như vậy đều phải xả bỏ xả lìa, chứ luôn luôn xả bỏ thân như thế nên sân hận không khởi. Này Bồ Tát hãy ý, nếu đối với các pháp như thế luôn khéo tư duy siêng năng tu tập thì liền có thể chịu đựng hết tất cả sự bức bách của chúng sinh, mà đối với thân, đối với tâm như thế trí không hoại không mất. Hãy ý nên biết chịu đựng sự bức bách có ba thứ: một, chịu đựng sự bức bách về thân; hai, chịu đựng sự bức bách về lời nói; ba, chịu đựng sự bức bách về tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trở thành Phật đạo. Kinh Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn, Tịnh Ấn, quyển 2.